Hello, xin chào tất cả các anh, các chị đang xem kênh YouTube của shop Tuấn Hương chuyên hàng si chính hãng nhé. Mọi người ơi, mua hàng bên em thì mọi người inbox cho em qua Zalo là 0963 090994 nhé. Mọi người chốt đơn thì inbox cho em qua số điện thoại đấy nhé mọi người ơi. Hôm nay em về rất là nhiều mẫu giày thể thao nam, hàng mới về mọi người ạ, hàng tuần, hàng toàn hàng tuyển thôi. Đấy, thế nên là hôm nay thì em sẽ lên báo giá các bác một lô giày nhé, hàng mới về. Đến với mã đầu tiên nhá, em sẽ lên nhanh để lên được nhiều mẫu cho các bác xem. Đến với mã đầu tiên là một đôi Adidas nhá, màu tím than pha với cả màu xanh cốm, nhìn rất là nổi bật nhá mọi người. Đôi này mới nguyên, không đi lại keo, rất mới nhá mọi người. Mã 314 size 40 nhá, đôi này em bán 400. 400 mọi người ạ. Đẹp lắm. Em có khách cũng thích đôi này rồi đấy nhưng mà chân không đi vừa mọi người ạ. Khách đi chân 42, 43 cơ, đây size 40. Mã 314 chốt đơn 400k. Tiếp ạ. Một đôi đến từ thương hiệu Stretcher đó, dòng Uchago. Màu ghi xám nhá mọi người ơi. Đôi này mã 312 size 4 chân 45 đấy. Bác nào chân 45 thì lấy đôi này nhá, đôi này bán 400k, dòng Uchago. Stretcher nhé, hãng là Stretcher. Mấy đôi size to này là phải đặt hàng thì mới có đấy mọi người ạ, chứ bình thường là chân người Việt Nam chỉ đi tầm khoảng 41, 42, 43 thôi mọi người ạ. Còn những cái đôi siêu to như này là phải đặt hàng. Đấy, thế là bác nào mà chân to ấy thì các bác lưu ý là xem được mã nào ưng rồi thì mình chốt đơn luôn, không là không còn mọi người nhá. Mã 303 size 45, đôi này cũng chân 45 nhá, đôi này bán 400 mọi người nhá, mới nguyên, không đi lại keo gì cả, đế tiếc các thứ vẫn còn ngon, dòng siêu nhẹ, đôi này siêu nhẹ luôn các bác nhá. Tiếp ạ, em qua mã tiếp theo nhá. Một đôi đến từ thương hiệu Adidas, màu đen pha với cả màu cam. Đấy, còn nguyên hàng rất đẹp nhé, đế vẫn không còn mới nhé mọi người nhá. Mã 313 chân 40 nhá, đôi này bán 350 thôi, 350 mọi người nhá. Qua mã tiếp theo ạ. Một đôi đến từ thương hiệu Test Center nhá mọi người, của dòng của Hàn nhá, chạy bộ của Hàn. Màu trắng nhá, đôi này trắng mới cực kỳ luôn mọi người nhá. Đôi này mã 320 size 42,5, 43 đi vừa nhá. Đôi này bán 400. Bác nào thích đôi này chốt đơn, inbox cho em qua Zalo, chụp ảnh gửi cho em hoặc đọc mã đọc size mọi người nhá. Tiếp theo, một đôi Adidas. Đôi này đẹp dã man, mới lắm mọi người nhá. Mã 301 size 44 nhá. Anh nào chân 44 thì lấy đôi này. Đấy, rất là mới này. Đôi này bán 450 nhá, 301 size 44, 450. Wow, đôi này độc và lạ, dòng Nike nhá mọi người ơi. Màu vàng đồng nhá, rất là nổi bật. Đôi này đẹp dã man, đôi này 329 size 40, đôi này em bán 400 nhá, mới cực kỳ nguyên mọi người nhá, không hề gắn lại keo hay là gì cả. Đôi này độc cực kỳ luôn, đôi này bán 600. Bác nào thích mã này mà thích hàng độc thì chốt đơn đôi này nhá mọi người. Tiếp ạ. Đôi này em để lâu một chút để cho mọi người có thể xem kỹ nhá, rất đẹp luôn. Tiếp dòng Nike Running. Mã 328 size 42 nhá, 328 size 42. Đôi này thì siêu nhẹ rồi, dòng Nike siêu nhẹ. Mã size 42, mã 328. Đôi này bán 400 nhá mọi người ơi, 400. Tiếp ạ.
qua mã một đôi Fila nhá, màu trắng. Đôi này thì siêu mới. Trắng lắm mọi người ạ. Trắng bóc luôn. Đôi này mã 319, size 39 nhá. Anh nào đi vừa đôi này thì nhanh tay chốt đơn giúp em. Đôi này 500. Những đôi mà hàng tuyển mới đẹp như này thì không có gì để chê đâu các bác ạ. Mọi người mua hàng bên em rồi thì mọi người biết đấy. Nói chung là khách của em phản hồi rất là tốt mọi người ạ. Mua giày của bên em nhưng mà nhận được giày cái là phải gọi lại luôn cho em. Phản hồi lại luôn. Và mọi người phản hồi rất là tốt nhá, đi rất là vừa. Giày rất là mới. Mã 2, mã này là mã dòng ngoài dòng Nike em mắc nha mọi người. Mã 324 size 41 nhá. Đôi này bán 450 nhá mọi người ơi. Nguyên bản. À, rất là đẹp. Tiếp ạ, qua mã nhé mọi người. Một đôi Acid nhá. Acid thì đắt tiền mọi người, 3-4 triệu một đôi. Mã 327 size 42 nhá. Mã 327 size 42. Màu rất là đẹp luôn. Dáng thể thao. Đôi này bán 400 mọi người nhá. 327 size 42 400. Tiếp qua mã, đôi này cũng độc này. Đôi này dòng Nike, à dòng này dòng Adidas nhá. Adidas. Pha phối rất đẹp. Mã 325 size 41,5 nhá. Đế vẫn còn mới nguyên, chưa hề đi, hình như chưa đi lần nào ấy. Đôi này bán 550 mọi người nhá. Bác nào thích đôi này thì chốt đơn nhanh. Em đảm bảo lát không còn. Chỉ cần em up video lên cái là không còn nhá mọi người. Em biết gu khách của em như nào mà. Tiếp ạ, qua mã. Mã 310 size 40. Một đôi Nike nhá, đen pha với cả đỏ rất là nổi bật. Đấy. Rất là nổi. Size 40 nhá, đôi này bán 350 thôi. Dòng này nó thường quá. Tiếp ạ, qua mã. Bán 350 này mọi người. Một đôi Adidas nhá. Giày vải lưới mọi người. Đi rất là nhẹ, siêu nhẹ. Đôi này mã 332 size 41. 332 size 41 nhá, bán 400. Mới lắm mọi người ạ. 400 đôi này nhá. Tiếp ạ. Một đôi Puma đế bằng nhá. Mã 330 size 42. Đôi này mặc với cả quần bò hay quần kaki đều đẹp. Nó là da lộn mới mọi người. Giày nó là da lộn. Dòng Puma. Đôi này bán 400. Nha mọi người. Tiếp ạ. Một đôi đến từ thương hiệu New Balance nhá. Đôi này mã 349 size 40 nhá. 349 size 40. Đôi này bán 300 thôi. Không lỗi lầm gì cả, đế vẫn còn mới nguyên. Nhưng mà size nó nhỏ quá, thế nên là em bán cho bác nào vừa chân 300k. Tiếp ạ. Một đôi Adidas nhá. Mã 342 size 43,5 44 đi vừa. 43,5 44 đi vừa. Đôi này bán 300 thôi mọi người. Da lộn nhá, kết hợp bằng vải ở trên nhá. Điểm nhấn là ba vạch. Đôi này bán 300 thôi. Mã 342 size 43,5 44 đi vừa nhá mọi người ơi. Tiếp ạ. Một đôi Nike Air Force màu trắng tinh. Đôi này mã 321 size 40. Đôi này bán 500.
Đôi này độ mới là còn 99% mọi người nhá. Này, 99%, size 40. Đôi này bán 500, size 40, mã 321. 321. Bán 500 đôi này mọi người nhá. Tiếp ạ, một đôi Adidas nữa. Đôi này cũng dòng siêu nhẹ, mã 339, size 42. 339, size 42 nhá. Giày rất mới, không đi lại keo hay gì nhá. Dòng siêu nhẹ luôn. Đôi này bán 400 mọi người nhá. Tiếp một đôi đến từ thương hiệu của Hàn nhá. Hàn. Đây size to lắm, đây chắc chân 45 đấy. Đây. Mã 334 chân 45 nhá. 334 chân 45, đôi này bán 350 thôi. Bác nào đi vừa đôi này thì lấy giúp em. Chân to. Chân to lắm mọi người ạ. Còn đôi này thì mới nhá. Mới nguyên. Tiếp ạ, một đôi Adidas. Dòng bút nhá. Đôi này mã 341, size 41,5, 42 đi vừa nhá. Đôi này bán 350. Tiếp ạ, một đôi đến từ thương hiệu Louis Vuitton nhá. Mã 345, size 39. Đôi này cũng siêu mới. Siêu mới. Không hề gắn lại keo hay gì nhá. Đế còn chưa đi mòn luôn. Mới nguyên. Đôi này bán 350 thôi. 350 thôi bác nhá. Tiếp ạ. Một đôi Nike. Nhẹ cực kỳ luôn mọi người nhá. Nhẹ lắm. Đôi này mã 340 size 42 nhá. 340 size 42. Đôi này cũng bán 350 thôi. Siêu nhẹ. Bán 350. Tiếp qua mã. Một đôi Adidas nhá. Bằng da lộn nhá mọi người. Bằng da lộn Adidas. Mã 348 size 40. 348 size 40 nhá. Đôi này bán 300 thôi. Da lộn. Tiếp ạ. Một đôi đến từ thương hiệu Stay Sport. Đôi này mã 346 size 39,5, 40 đi vừa nhá. Đôi này mặc với quần bò quần kaki rất đẹp luôn. Đế vẫn còn nguyên. Không hề gắn lại keo hay là đi lại keo mọi người nhá. Hàng mới. Ngon. Đôi bán 300 thôi. 300. Tiếp ạ. Một đôi Nike dòng chạy bộ tiếp nhá. Đôi này mã 335 size 41. 335 size 41 nhá. Đôi này bán 350 thôi mọi người ạ. 350 thôi. Tiếp. Mã này là mã tiếp theo nhá của chương trình live hôm nay. Một đôi đến từ thương hiệu Prospect của Hàn nhá mọi người, mã 351 size 40. 351 size 40 nhá, đôi này mới cực kỳ luôn nha mọi người. Này, mới lắm nhá. Đôi này bán 350 thôi ạ. Bác nào nhanh tay chốt đơn thì lấy đôi này giúp em. Đôi này dòng
dòng classic cả nam cả nữ đều đi được mọi người nhá. Unisex cả nam cả nữ đi được. Mã 325 size 40 350. Bác nào nhanh tay chốt đơn mua hàng bên em thì kết bạn với em bằng số Zalo là 0963090994 mọi người nhá. Mọi người kết bạn Zalo với em xong là chụp ảnh gửi cho em là tốt nhất. Còn không thì đọc mã đọc sai nhé mọi người. Đấy, mọi người mua hàng bên em hình thức thì là mọi người sẽ chuyển cọc trước 100.000. Xong sau đấy là mọi người sẽ nhận hàng. Sau khi nhận hàng kiểm tra hàng thì mọi người thanh toán nốt mọi người nhá. Đấy. Còn mọi người mà không chuyển cọc là em sẽ không đi hàng nhé mọi người ơi. Kể cả khách quen bây giờ em cũng bắt chuyển hết. Tại vì là họ mua hàng bên mình rồi một lần rồi, khách quen thì họ toàn chuyển hết thôi. Còn khách mua lần đầu thì họ chuyển cọc nhé mọi người ơi. Và mọi người đừng quên bấm kênh theo dõi của shop Tuấn Hương chuyên hàng si chính hãng nhá. Để khi mà mỗi lần em có các video giày mới về này hay là các chương trình sale này thì mọi người sẽ không bao giờ bỏ lỡ nha mọi người ơi. Đấy, thế nên là video đến đây là kết thúc rồi. Em sẽ lại soạn hàng tiếp để lên video giày mới cho mọi người nhá. Chúc mọi người vui vẻ. Mọi người xem hàng, mua hàng chốt đơn bên em thì gấp thì mọi người gọi điện cho em nhá. Bye bye mọi người.